Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Tin Loan gần như là một trong những con solo đánh giá tôi đánh giá là gần như là yếu nhất ở trong kèo solo đời ba không thành mà chúng ta hay chơi. Nếu như mà xét về solo không phải là đánh team nhá, thì con Minoan này nó cũng nằm trong top 4 quân mình nghĩ là yếu nhất. Cùng với Grick Kata cho Son. Maxe dễ đánh hơn. Minoan ngoài cung A tuyển ra thì không có cái vẹo gì cả. Nhưng mà Minoan vâng, việc lên được cung A thì là rất khó. Rất khó anh em ạ. Bằng đấu trường top thì họ công rất là giáp. Phù phiếc, thời điểm đầu tiên không có gì chống phù cả. Thành Minoan thì bắt buộc bài đấu rất khỏe. Bắt buộc là một bài đấu phải cơ cấu lực rất khỏe. Hầu 90% thế trận thì thầm Minoan là phải chuyển Kuma. Và có thể chỉ có 10% là không cần chuyển đánh trâu lạc đà. Ví dụ như một bài đấu họ đánh chay cung R chẳng hạn. Như vậy là bài đấu đã có được bấy hiệu cộng với một voi dành cho Sẻ rồi. Mắc binh chứ. Bài vẫn là một bài khung. Chào anh, hello tất cả anh em nhá. Vâng, hello mọi người. 12/16. Vâng, đưa bầy hiêu 6 về với nhà chính. Nhà rất khung dành cho game thủ Chim Sẻ. Cho ABB ký luôn. Xin thêm 2 quả phụ nào. 2 quả phụ thì siêu mắc. Vâng, 14/16 và bầy hiêu 6 được đưa về rồi. Ông bầy hiệu 6 một voi. Nhà rất khung. Nhưng mà đối đầu với con Yamato mà đánh cung thẳng thì cũng không ổn anh ạ. Có đánh chém không? Cùng chờ đợi xem. Vâng, trắng lao phê nhá. Một voi và một hiệu. Mở bát thì là rất đẹp nhưng mà bây giờ thì vẫn đang chưa có đồ ăn thêm. À đây rồi, hiu to, hiu to. Có phụ nữa đây. Có phụ nữa đây. Có phụ nữa đương nhiên là ổn luôn đấy. Và hoàn toàn có thể là một bài đấu đánh chém trước. Nếu như mà thêm một quả phụ đấy, hoàn toàn có thể đánh chém câu dài đủ xong chuyển qua xong. Tại Ya thì nó cũng không phải là con phù tuyển đấy. Thường thì đối đầu với những con Minoan, Minum thì họ sẽ đánh phù. Nhưng mà Yamato nó không phải là phù có công nghệ. Đánh chém thì đầu tiên mình có lạc đà khắc chế chém một đội bạn sẽ là ngon hơn. Còn Kuma thẳng đối đầu với chém Ya thì tôi nghĩ là Sẻ thì vẫn đánh ok thôi. Cùng chờ đợi. Theo bài này thì không quá khỏe về lực. Mới có được 2 bầy hiêu, 3 bầy hiêu và một con voi. Rất muốn có quả phụ trận đấu này nhưng không có rồi. Vâng, hello La Phê, hello bạn. Đây con voi đưa về, đủ rồi đấy. Nói chung là không phải là một bài đấu lực quá khỏe, đủ thôi. Đủ đồ thôi. Vâng, 7/48, FD thì rất tốt. 26 dân. Vâng, và các bạn nhớ đừng quên là hàng tuần sẽ có những mini game ở trên cộng đồng Thợ Săn Chim Sẻ Nắng. Các bạn nhớ tham gia ngay group Chim Sẻ Nắng, Thợ Săn Chim Sẻ Nắng để trên Facebook để có thể chơi mini game và nhận phần quà phần thưởng lớn anh em nhé. Vào hàng tuần, nhưng mà hôm nay thì không có. Đủ đồ thôi anh em ạ, bài này chỉ là đủ đồ thôi. Không chờ đợi xem Sẻ muốn đánh gì. Bài này cá nhân tôi cho tôi đánh thì tôi không thích một tí nào em, bởi vì bài này nó khá là ẩm ương. Đánh chém thì lực yếu lắm. Còn đánh cung thì dễ sợ bị Yamato chém chết. Nhưng mà bài này tôi nghĩ không đánh cung đâu. Bài này vô phương đánh cung em ạ. Cung thẳng không thể. Bài này cung thẳng người ta 2L vít chém bài này thì chỉ có toác thôi. Mặc dù đúng là khu vực từ 6 giờ lên thì cũng là kín thật nhưng mà cơ bản thì hơi khó để có thể đánh cung thẳng. Vâng, lên đời xong thì game thủ Chim Sẻ Sẻ lên sớm hơn. Rõ ràng là về khả năng ép đời thì Sẻ vẫn làm rất tốt cho dù phía bên kia là 2 người nhá. Vâng, vẫn đang làm rất tốt cho dù phía bên kia là 2 người. Hầu hết các trận đấu thì Sẻ đều lên đời sớm hơn. Vâng, 27/28. Kích đời.
10-5-4. Vâng, bài FD2 thì tốt nhưng mà đời 3 thì không tốt lắm. 10-5-4 với 27 nông dân đi đoan. Ăn thêm 7 hiếu nữa để lấy lực. Và kéo dần về. Tầm này sẽ cần phải tích thêm gỗ các bạn. Cái thủ phù của nhà theo tôi thì vẫn nên làm một cái phù. Lượng thịt không nhiều, con giò đang cố gắng được xin. Chúng ta cùng chờ đợi là sẽ muốn nâng cấp công nghệ cấp giáp đầy đủ hay là chặt gỗ đây. Công trước. Đôi khi là với những tay chém mà khi mà anh em đánh chém nâng công thì chưa chắc là nâng giáp đâu nhưng mà 25%. Vâng, có vẻ là ở thời điểm này thì phán đoàn và tiên tin cũng đang đẩy giò rồi. Sẽ đang tích tài nguyên để có thể lên đời xong thì sẽ sắm luôn cho mình một cái P. Theo mình thì sẽ là một P. Vâng, ra ruộng trước. Không dám lao vào. Vâng, đối thủ là sẻ. Bây giờ lao vào mà ăn quả vẩy e cái thì mất luôn con giò. Giò công giáp. Một P đóng sát rừng. Sẻ điều dân khó chịu nhờ. Rõ ràng là chỉ là một con giò không công giáp, à một con giò không đầy đủ công nghệ và hai con nông dân thôi. Nhưng để ăn một dân của game thủ chim sẻ là rất khó. Vâng, cái giá phải trả của việc ăn một dân. Một cái giá quá đắt. Ăn một dân đổi một ngựa giò. Đắt quá anh ạ. Vâng, như kiểu ăn một quả khế trả một cục vàng ấy. Con giò công giáp đầy đủ vâng để có thể xin là 100 thịt cộng với 100 cộng với khoảng hơn 200 thịt để nâng cấp công nghệ, tức là hơn 300 thịt đổi một dân 50 thịt. Vâng, cũng có phù. Và đang là một chém sóc tới từ game thủ cầm Yamato. Một dân nằm xuống. Vâng, sẽ cầm một con lạc đà và bú được một gợi ý là hai dân. Cảm giác nhìn sẽ bú dân dễ nhỉ. Không có ruộng tới từ cặp đôi phán đoàn và tin ở khu nhà chính. Bánh xe vẫn đang chưa có, ngay lập tức thêm một dân nữa nằm xuống. Và sau khi ra được khoanh ruộng thì bây giờ sẽ làm tơn chuyển A. Cò nhà rất tự tin. Tầm này thì chỉ cần một vài cái E nữa thôi là kín. Vâng, 38/48. Tham lai tới từ game phụ chim sẻ. Một BA thứ hai. Một E nữa, kín rồi. Phù công lên. Vâng, tình huống phù đỏ dành cho phán đoàn và tin tin. Như vậy là con giò ngay lập tức nằm xuống sau khi con lạc đà đổi màu. Bây giờ lại chuyển cung ra. Kẹp phù. Với người bình thường thì kèo cung chém giữa Yamato và cung Aminoan thì tôi vẫn nói chung là đấy là kèo cũng cân cân. Nhưng mà đối với sẻ thì sẻ điều cung ma thì là hơi mệt. Vâng, 37 dân dành cho chim sẻ và 34 nông dân tới từ phán đoàn và tin tin. Phán đoàn và tin đang ít dân hơn. Các bạn là ở thể đầu tiên thì sẻ rất chủ động ra ruộng, còn phán đoàn và tin tin thì các bạn thấy khi mà lạc đà và ngựa giò của sẻ đến thì vẫn không thấy ruộng được bạn đâu. Đang là một bài đấu đánh kiểu sóc dân đuổi tới từ phán đoàn và tin tin. Tất nhiên là lượng dân của phán đoàn tin tin ít hơn do họ không chủ động bằng sẻ. Ơ, con giò đi được. Con xe giò đi từ hướng nào vào nhỉ? Và bây giờ thì bắt đầu mang nông dân về hốc. Thật với cái hốc này của sẻ ấy, là gặp người khác thì đánh châu chém thắng thoải mái. Nhưng mà sẻ vâng giống cung ma rơi vào tay sẻ như kiểu nó đưa cộng đam các bạn. Còn người khác thì nếu như mà rơi vào bài Minoan này thì Yamato đánh xong dân châu chém ngay. Ở tầm này thì phán đoàn và tin tin vẫn đang làm điều đó. Nhưng mà chắc chắn là phán đoàn và tin tin tôi nghĩ là sẽ vội hơn một chút. Vì lượng dân của họ đang nhiều hơn. Vâng, có tơn công phu. Vâng, phù Minoan và phù Nha đều là phù lởm. Ê, phù được con chém. Vừa chê xong. Rồi rút lại câu nói vừa rồi. Phù Minoan cũng tuyển đấy rồi. Vâng, và những con phù của cặp đôi bên phía đối phương thì là những con phù đã hết mana. Ngay lập tức một phù nằm xuống. Con chém ít máu, con chém ít máu đổi màu nhưng con chém cũng đã kịp để có thể vâng ăn được con phù kia rồi. 258. Điểm số của cặp đôi bên phía đội bạn đang cao hơn có lẽ là chỉ số giò. Và tầm này thì có lẽ phán đoàn với tin tin đang ra một tơn dân rất là trần lực. Siêu trần lực.
Vâng, 40 và 45 dân. Như vậy là phán đoán của TNT hơn sẻ 5 dân. Hơi lag. Nhưng mà để sẻ cầm Kuma đã tụ được Kuma với một lượng lớn như thế này thì sẽ là một cái gì đấy cũng đang rất khó dành cho những tất cả các game thủ nói chung, chứ không riêng gì phán đoán của TNT cả. Vâng, một game thủ bắt quân hàng đầu. Việc để có thể bắt được tên Kuma đi công của game thủ chia sẻ là một điều rất khó. Không biết là phán đoàn và TNT sẽ quyết định là đánh theo kiểu là bắt quân hay là đánh theo kiểu lao vào nhà của sẻ đây. Chúng ta đi cùng chờ. Có hai cách để có thể chống một bài Kuma Minwan đẩy. Đó là cách thứ nhất là đổ nhà. Cách thứ hai là bắt tên Kuma này. Vâng, hiện tại thì sẻ đang đi quân là rất kín nha anh em nhé. Phía bên kia thì họ chưa thể biết được Kuma của sẻ ở đâu. Vâng, mất ngay thêm con phù nữa. Nhưng sẻ cũng đang chưa biết được tên chém của phán đoàn và tin ở đâu rồi. Cái tên chém khá to chạy dầm đồ, như vậy là có vẻ như là đang muốn lao vào. Nhưng các bạn thấy sẻ đang rất kinh nghiệm với việc tách Kuma ra làm hai đạo để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đây pha vẩy e gần như là không thể bắt được chọn một tên Kuma, mà luôn luôn đi nó bị rơi vào thế gọng kiềm dành cho cặp đôi tới từ Bắc Giang. Và một tên thiêu Kuma đã có khoảng 10 hơn chục con đang đứng ở một vị trí quá đẹp và lại lag. Và những tên này thì có vẻ như sẻ vẫn lợi. Tên này thì tôi khẳng định luôn là sẻ vẫn đang lợi. Chém rất đông tới từ phán đoàn và tin tin. Và cả dân mang lên luôn. Nông dân khởi nghĩa à? Là người ta làm gì là công của nhà mình đâu, nông dân khởi nghĩa. Vâng, bây giờ thì là bốn con phù sẽ được ra phía bên ngoài để phù chém của đối phương. Tên lao vào, hai bên đều thiệt hại nhưng sẻ con phù. Và toàn bộ lượng chém nằm xuống dành cho phán đoàn và tin tin. Và các bạn hãy nhớ rằng là chém sóc thì khó hơn so với Kuma. Và Kuma thì sẽ bổ sung lại lượng quân rất là sớm, vâng, rất là nhanh thôi. Còn chém thì sẽ phải tụ rất mất thời gian cho dù đó là chém Yamato. Vâng, lại dí lên. Như vậy là sự lựa chọn các bạn ấy rất kinh nghiệm, một Kuma đứng xa để tránh trường hợp họ móc từ 12 giờ xuống. Vâng, Tham đang đè khoảng 55-45 dành cho game thủ chim sẻ. Tham Lai đang nói lên rằng là bên phía của phán đoàn và tin tin đang chỉ còn dân. Lượng quân gần như là đã thiêu sạch sau tình huống đấu quân vừa rồi rồi. Bây giờ thì sẽ là một tình huống muốn đổi. Vâng, sẻ lại tách một ít đi, không tách toàn bộ lượng quân. Đây là những cái lợi, đây là những cái lợi thế của việc hai người đánh một, là chính là đây. Họ sẽ có vừa có tay thủ nhà và vừa có tay để đi công. Sẻ phải đánh cực kỳ cẩn thận, nếu không thì sẽ bị bắt quân. Tầm này lượng Kuma đang đông hơn so với lượng chém là chắc chắn. Chỉ có một vấn đề là vâng, chém thì nó cơ động hơn và họ lại còn hai người. Nên sẻ vẫn đang chưa thể chủ quan được ở trong trận này. Mặc dù lợi thế thì vẫn đang thuộc về em. Cái khu vực vâng, mặt từ 12 giờ xuống chắc chắn là sẽ bị vâng, sẽ bị móc nhá anh em nhá. Nhưng mà giờ vâng, đối phương tách một tên chém đi đông như vậy rồi thì liệu rằng họ có đỡ được tên Kuma này của game thủ chim sẻ không? Sẻ đang muốn cá dụ. Vâng, đứng quân là rất đẹp dành cho game thủ chim sẻ, vậy e ở khu vực họ có khả năng áp sát tốt hơn. Còn những tên chém đằng sau chắc chắn là hết. Một tên mang toàn bộ lượng chém về để bắt tên Kuma to của game thủ chim sẻ. Sẻ về hay hay, sẻ đứng quân ở khu vực dốc cũng đang hay. Một con chém nữa đổi bầu. Lượng chém nằm xuống rất nhiều, Kuma nằm xuống cũng rất nhiều. Nhưng sẻ lại nở ra và Tham Lai vẫn đang một lít. Lượng chém nằm xuống nhiều quá, phán đoàn và tin tin ơi. Vâng, đúng là kiếm tiền không... Vâng, rất khó em ạ. Kiếm tiền ở trong cuộc đời này rất khó. Thắng thì sẽ có được 1 triệu nhưng khả năng là ngày hôm nay phán đoàn và tin tin sẽ không có chạm. Không có chạm. Sau tình huống đấu quân vừa rồi thì có lẽ rằng mọi người đã chấm hết dành cho phán đoàn và tin tin. Và có lẽ là chúng ta sẽ đến luôn sau trận này thì ra đến luôn với cặp 2 thôi. Hết cửa thắng dành cho phán đoàn và tin tin rồi. Thôi còn lại gì sau cơn mưa. Sóc Châu chém như vậy thì cũng không có cửa để có thể lên 4 thẳng đâu. Không có cửa để có thể lên 4 đâu các bạn. Đây là pha bắt bên cuối. Nhưng mà pha này thì khó lắm rồi các bạn. Cùng là một cái gì thế này thì đỡ được tên này thì lại có tên sau. Đỡ được tên này thì lại có tên sau. Một bên thì đang sóc còn đều, còn một bên thì vâng, dân banh chành. Tham Lai tụt xuống là còn 90.
Vâng, còn 3 nông dân ăn vàng dành cho phán đoàn và Tim Tim. Đấy, các bạn thấy không? Chết đạo đồ Kuma thì lại nở ra. Và một điều nữa để sẽ có thể thắng trận đấu này nữa, đó là nhà của game thủ Chim Sẻ Nắng và nhà phán đoàn là tương đối gần nhau. Tức là nếu như mà xa nhau thì còn có thời gian mà tụ quân như gần như thế này. Vâng, nó đẩy lên liên tục, không thể đỡ nổi. Không kịp thời gian để có thể cơ cấu tài nguyên để sóc đều chém nữa dành cho game thủ MOBA. Khó rồi. Thôi. Vâng, làm một chiến thắng 4-0, giữ lại 1 triệu cho ban tổ chức tới từ game thủ Chim Sẻ. Sau đó thì vâng, đánh luôn cặp thứ hai. Sau đó thì nghỉ ngơi, vâng nghỉ ngơi thôi. Chúc anh em ạ, quên mất, ngày hôm nay tôi còn chưa chúc anh em, chúc anh em có những cái ngày lễ nghỉ thật là vui vẻ bên người thân và gia đình nhá. Hello mọi người. Vâng, tầm này thì chắc chắn là hết cửa rồi. Những pha đấu dãy dụa ở cuối cùng tới từ cặp đôi phán đoàn và Tim Tim. Vâng, mình nghĩ là thua xứng đáng thôi anh em ơi. Nó đánh như thế thì thua là xứng đáng dành cho vâng, thua thì không có gì mà luyến tiếc dành cho phán đoàn của Tim Tim cả. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với cặp đôi thứ hai, đó chính là cặp đôi Văn Hưởng và Sĩ Yamato ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá anh em. Rồi, chúng ta đến với cặp 2.